tọa lạc tại vùng đất cao phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Là một nơi được coi như trái tim và nằm ở trung tâm kinh tế phát triển của tỉnh Hải Dương. Khách sạn sinh thái Hạ Long là một trong những sự lựa chọn hàng đầu cho du khách cũng như những khách hàng có nhu cầu lưu trú. Khách sạn sinh thái Hạ Long sau 3 năm xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 11 năm 2022. Khách sạn sinh thái Hạ Long với quy mô thiết kế 12 phòng chất lượng cao, gồm phòng đơn, phòng đôi và phòng tập thể đầy đủ tiện nghi hiện đại. Phía đông các phòng có ban công cho nhu cầu quý khách tắm nắng vào buổi sớm mai. Tại đây, từ trên cao nhìn ra thị trấn Minh Tân tấp nập đông đúc. Bên cạnh khách sạn là hồ bơi liền kề đáp ứng cho nhu cầu quý khách bơi tắm hàng ngày. Mọi điều kiện đáp ứng phù hợp với nhiều nhu cầu của khách hàng trong suốt thời gian lưu trú. Chắc chắn rằng với vị trí thuận lợi, không gian của khách sạn sẽ làm khách hàng thích thú và nhớ mãi. Chúng tôi luôn đặt tiêu chí sự hài lòng và thoải mái của quý khách hàng là niềm vui hạnh phúc của chúng tôi. Các thiết bị chúng tôi đầu tư đều dựa vào nhu cầu thực tế của khách hàng như các hệ thống trang thiết bị mới và hiện đại như điều hòa, tủ lạnh, TV 50 inch, hệ thống Wi-Fi tốc độ cao vào tất cả các phòng. Nội thất đầy đủ tiện nghi như bàn ghế, tủ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ngoài ra, khách sạn còn phục vụ trà nóng hàng ngày cho quý khách, các loại nước uống, cà phê và đồ ăn nhẹ. Với đội ngũ nhân viên năng động tác phong làm việc chuyên nghiệp đã có kinh nghiệm làm việc tại các khách sạn 3 sao sẽ mang đến sự thuận tiện nhất. Hãy đến với khách sạn sinh thái Hạ Long để trải nghiệm một cách hoàn hảo nhất. Quý khách là cá nhân, gia đình, đoàn hay công ty có thể tham khảo trước qua số điện thoại, Zalo của giám đốc khách sạn 0968 842 499 để được tư vấn chi tiết hơn. Khách sạn sinh thái Hạ Long hoạt động 24/24 đáp ứng mọi nhu cầu như quý khách nghỉ theo giờ, khách ở theo đêm, khách ở dài ngày. Khách gia đình hay khách đi theo đoàn chúng tôi đều có thể phục vụ tốt. Khách sạn sinh thái Hạ Long có 3 loại phòng, giá tùy thuộc vào tùy loại phòng và vị trí phòng. Chúng tôi có 3 loại phòng tùy ý quý khách lựa chọn theo sở thích và nhu cầu của mình. Nhân viên có trình độ ngoại ngữ tốt thuận lợi cho khách nước ngoài lưu trú. Ngoài ra, khách sạn có dịch vụ xe taxi đưa rước, hướng dẫn các tour du lịch trong tỉnh, trong nước và quốc tế, tư vấn các địa điểm và các món ăn ngon lạ ở khu vực, xuất hóa đơn VAT theo nhu cầu của quý khách. Hãy đến và trải nghiệm, chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách sự hài lòng tương xứng với thời gian và tiền bạc mà quý khách đã gửi gắm cho chúng tôi. Khách sạn sinh thái Hạ Long, địa chỉ số 16, hẻm 107, đường Nguyễn Văn Cử, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Hotline 0968 842 499. Thank you.
mến trở về đây không chỉ sự hiện diện của bà con cô bác, anh chị em, họ hàng và đặc biệt hơn là hai bên gia đình, và cùng với đó có sự hiện diện rất đầy đủ của quý vị quan khách, quý vị đại biểu khách quý, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo của địa phương đã dành thời gian trở về đây cùng chung vui và để cùng chúc mừng cho buổi lễ khai trương ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Ngay sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Thanh Hạ, giám đốc khách sạn sẽ trở về sân khấu có ý kiến phát biểu cảm ơn, cùng với đó là phát biểu thay mặt chương trình. Trân trọng kính mời ông. Ông kính thưa các vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền địa phương, các vị đại biểu đại diện cho các khu dân cư 2.1, kính thưa các cô dì, chú bác cùng toàn thể các anh chị em bên nội bên ngoại, đồng kính thưa các ông bà đại diện cho tổ dân cư, thưa toàn thể các anh chị em, bạn bè, đối tác. Hôm nay trong không khí trang trọng của buổi lễ khai trương khách sạn sinh thái Hà Long, gia đình tôi lời đầu tiên cho phép tôi xin thay mặt cho ban lãnh đạo khách sạn xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị. Xin được gửi tới quý vị đại biểu về dự lễ khai trương ngày hôm nay luôn được mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Sự có mặt đông đủ của các quý vị đại biểu là niềm vinh dự, cổ vũ, động viên rất lớn cho gia đình tôi. Kính thưa toàn thể các quý khách gần xa, sau bao năm bôn ba của tuổi trẻ, tôi xa quê hương lập nghiệp với bao thăng trầm trong cuộc đời. Có những lúc tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được trở về quê hương nữa. Nay ở tuổi lục tuần, tôi trở lại, cho tôi có cơ duyên được trở về quê hương lập nghiệp. Quê hương là nơi chôn rau, cắt rốn, luôn là chốn bình yên để tôi trở về góp sức làm đẹp cho quê hương với cái tâm chân thành của mình. Tôi rất mong sự giúp đỡ của toàn tâm của toàn thể các quý vị đại diện cho đảng, chính quyền địa phương và các ông bà đại diện cho tổ dân cư, các cô dì chú bác cùng toàn thể các anh chị em bên nội ngoại để công việc kinh doanh luôn phát triển và thịnh vượng. Và ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời sự chia sẻ tiếp theo của ông Nguyễn Trọng Ý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh Tân, đại diện cho chính quyền địa phương có ý kiến phát biểu chia sẻ. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, bạn bè, anh em, đồng tác với Doanh Hạ, thì hôm nay rất vinh dự cho tôi là những người mà cùng quê hương và đại diện cho địa phương và đến cổ vũ chúc mừng của khách sạn sinh thái Hạ Long của anh chị. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới các quý vị đại biểu, các quý vị, các cụ, các ông, các bà, cô dì, cô bác và các anh chị em có mặt ngày hôm nay luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc lễ khai trương ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Mến khách sạn sinh thái Hạ Long được ra đời mang lại cho toàn thể quý vị. Thưa quý vị thân mến, và sự ra đời của chúng ta đặc biệt là không gian hạnh phúc buổi tối ngày hôm nay, khách sạn sinh thái Hạ Long bởi lẽ được bố trí với 12 phòng nghỉ, và toàn thể quý vị chúng ta đã biết rằng với cuộc sống kinh tế bây giờ phát triển mạnh mẽ, chính vì đó điều đó mà chúng tôi đặc biệt về khu sinh thái Hạ Long khách sạn đã chuẩn bị với 12 phòng nghỉ với nội thất thực sự trang trọng và đặc biệt là rất là lịch sự.
cùng với đó là hiện đại để cho toàn thể quý vị chúng ta thưởng thức, nghỉ dưỡng và cảm nhận cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Và kính thưa quý vị thân mến, trở về đây không chỉ riêng toàn thể quý vị mà cùng đó rất nhiều món quà tình cảm dành tặng cho buổi lễ ngày hôm nay. Bây giờ ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý vị với món quà đó được hiện diện tại sân khấu ngay sau đây. Đó là những hoa tươi thắm dành tặng cho buổi lễ. Trân trọng giới thiệu và kính mời sự quay trở lại cho đại diện, đó chính là giám đốc khách sạn và Bùi Thanh Hà. Sự đón nhận tình cảm toàn thể quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, trân trọng kính mời. Đầu tiên xin mời món quà đầu tiên, lá hoa đầu tiên trở về sân khấu, đó là hoa chúc mừng đến từ phía Đảng ủy Hội đồng Nhân dân Mặt trận Tổ quốc phường Minh Tân. Trân trọng giới thiệu và kính mời. Xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, hoa chúc mừng đến từ phía em muốn cơ khí Bích Nhôn chuẩn bị. Thưa toàn thể quý vị thân mến, tiếp theo về phía ban tổ chức mừng đến từ phía vợ chồng em Toản Lương, lá hoa chúc mừng tiếp theo chuẩn bị, đó là lá hoa chúc mừng đến từ phía em Lệnh Thạch Cao chuẩn bị. Đó là hoa chúc mừng em Hồng Đức chuẩn bị. Thưa toàn thể quý vị thân mến, tiếp theo trân trọng giới thiệu kính mời lãng hoa chúc mừng tiếp theo chuẩn bị, lãng hoa chúc mừng đến từ phía đội xây dựng Chú Tân chuẩn bị trở về sân khấu. Rất nhiều tình cảm là thể quý vị, lãng hoa chúc mừng đã trở về đây và đặc biệt hơn còn rất nhiều người khách quý trở về đây một chút. Bởi lẽ trong chúng ta mỗi người, thưa quý vị thân mến, một người con quê hương, rời quê hương một thời gian rất dài với ấp ủ tâm tư nguyện vọng để mang lại một cuộc sống tốt đẹp nhất cho quê hương của chúng ta, đặc biệt là phường Minh Tân cũng như thị xã Kinh Môn. Bởi lẽ với khu sinh thái của chúng ta trở về đây cũng như được hiện diện trước mắt toàn thể quý vị, được xây dựng khoảng một thời gian rất dài, bởi lẽ 30 tháng từ khi khởi công xây dựng cho đến khi hoàn thành. Và ngày hôm nay tất cả quý vị chúng ta đã cùng ngắm nhìn với một địa thế thực sự rất tuyệt vời và rất đẹp về địa lý, cùng với đó là rất là khang trang cũng như thiết bị nội thất ở trong phòng thực sự rất tuyệt vời, đạt tiêu chuẩn. Và chắc chắn rằng trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng rằng toàn thể quý vị chúng ta cùng hòa chung niềm vui trong buổi tối này. Sự kiện khai trương thì giờ đây, xin mời toàn thể quý vị chúng ta chuẩn bị thật đầy ly rượu ly bia của mình, giơ thật cao cánh tay và cùng chuẩn bị rô thật lớn để cùng chúc mừng sự kiện khai trương buổi tối ngày hôm nay được diễn ra hạnh phúc và thành công hơn nữa. Và giờ đây chủ nhân của chúng ta hãy cùng nâng cấp toàn thể quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng chuẩn bị sẵn sàng ạ. Và cho phép ban tổ chức xin phép làm nhịp cầu nối và hô thật lớn để toàn thể quý vị chúng ta cùng rô được không ạ? Hãy chuẩn bị nào. 1, 2, 3. Và sáng thực sự rất tuyệt vời, lung linh, huyền ảo. Và đó là món quà, là một sự kiện rất đặc biệt, đánh dấu ấn thực sự trân trọng và đặc biệt hơn buổi tối ngày nay. Đó chính là sự ra đời của khách sạn Sinh Thái Hạ Long, chính thức ra đời hoạt động phục vụ toàn thể quý vị kể từ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, bởi lẽ khách sạn Sinh Thái của chúng ta, tại sao mà quý vị chúng ta vẫn cứ đau đáu và đặc biệt là thắc mắc là tại sao là có chữ khách sạn Sinh Thái? Bởi lẽ đạt chuẩn là một điều yếu tố để mang lại, cũng như với cụm từ vừa rồi chúng ta được lắng nghe, và cùng với đó là chất lượng phục vụ cũng như được bố trí rất hòa hợp từ nội thất trong phòng, đặc biệt là vị trí ngủ nghỉ. Và trong buổi tối ngày hôm nay, một chút thôi sau khi chúng ta dự tiệc, chúng ta sẽ cùng tham quan và cùng ngắm nhìn với vị trí từng phòng một để cho chúng ta cảm nhận được rằng với sự bố trí như thế có hợp lý hay không, và luôn luôn mong muốn được đón nhận sự quan tâm cùng với đó là đóng góp ý kiến toàn thể quý vị để cho chúng tôi được hoàn thiện hơn, phục vụ toàn thể quý vị tốt hơn trong cuộc sống tương lai của mình. Và kính thưa quý vị thân mến, để bữa tiệc của chúng ta được diễn ra phong phú hơn và tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn trong buổi tối ngày hôm nay, sẽ là tiếp tục bản tình ca được vang lên tại sân khấu này. Xin mời Thu Minh và Thu Thảo. Lời đầu tiên cho phép Thanh Thảo xin gửi tới toàn thể quý vị quan khách quý có mặt trong buổi lễ khai trương của khách sạn Sinh Thái Hạ Long ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất, và kính chúc cho lễ khai trương của khách sạn sẽ hồng phát và đắc tài đắc lợi.
Kính chào toàn thể quý vị, vừa rồi thì nghe tâm sự của giám đốc khách sạn của chúng ta là một người con xa quê hương, và với tâm huyết và với lòng hướng về quê hương của mình thì chú đã xây dựng lên một khách sạn hết sức khang trang và sạch sẽ, một môi trường rất là sạch đẹp với một khách sạn rất là ý nghĩa. Thì ngay sau đây xin gửi tặng tới toàn thể quý vị cũng như là gửi tặng riêng cho giám đốc khách sạn của chúng ta một ca khúc vô cùng ý nghĩa được mang tên Quê Hương ạ. Và xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Chú
tay của quý vị rất nhiều ạ. Và xin kính chúc quý vị sẽ có một bữa tiệc thật sự ngon miệng. À, mời ông đồng chí Vinh ấy nhỉ? Vâng anh. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta được lắng nghe một ca khúc thực sự rất tuyệt vời. Và có lẽ rằng trong bản thân của chúng ta, đặc biệt là bản thân ca sĩ và MC, thì ai cũng có một cảm nhận đó là quê hương không thể thiếu. Bởi lẽ hai từ quê hương thực sự là giá trị và thiêng liêng. Và trong buổi tối ngày hôm nay, hướng về quê hương để mang lại cho toàn thể quý vị cuộc sống giá trị và tốt đẹp hơn, cao hơn và hạnh phúc hơn. Bởi lẽ sự ra đời khách sạn sinh thái của chúng ta cũng chính là một câu trả lời toàn thể quý vị tại quê hương Minh Tân của chúng ta. Và đặc biệt hơn về phía ban tổ chức cũng như sự kiện trong buổi tối ngày nay tiếp tục được đón nhận long hoa chúc mừng. Và giờ đây trân trọng giới thiệu một kính mời sẽ quay trở lại có ông Bùi Thanh Hạ, giám đốc khách sạn đón nhận tình cảm tiếp theo. Và xin được trân trọng giới thiệu kính mời lên sân khấu gia đình anh chị Như Loan xin được tiếp tục dành tặng lá hoa chúc mừng của mình trong buổi tối ngày nay. Trân trọng kính mời. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức đặc biệt sự kiện buổi lễ ngày hôm nay xin cảm ơn gia đình anh chị Như Loan rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, tiếp theo trân trọng giới thiệu kính mời trở về sân khấu lá hoa chúc mừng tiếp theo đến từ phía hai em Đinh Chính. Hai em Đinh Chính đã dành tặng buổi lễ ngày hôm nay lá hoa chúc mừng với tình cảm thực sự tuyệt vời, trân trọng cảm ơn. Thân mến, cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay trong buổi tối rất tuyệt vời. Chúc mừng cho các bạn sẵn sàng chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Thì chúng ta chúng mình xin được dành tới tất cả quý vị một tác phẩm tiếp theo, ca khúc mang tên Đêm Trăng Tình Yêu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chương trình văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay để cùng chúc mừng cho chủ nhân của chúng ta, chủ nhân của khách sạn cũng như mang lại một cuộc diễn tuyệt vời nhất trong chương trình này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một mình trên thôn năm xưa là bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày anh buông đi qua rồi ấm con tim lẻ loi. Lúc người ta anh mắt đam mê trái tim đôi đã không rời. Con đường không còn theo sáng, con đường không còn theo bên. Chỉ cho tình ta sai tình yêu chúng ta.
Vâng, có tiếp tục nữa không ạ? Vâng, nếu quý vị tiếp tục nữa thì sẽ là một bài nhạc phẩm tiếp theo cũng được mang tên Chuyện tình nhà thơ, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thưa quý vị thân mến, và chúng tôi rất là bất ngờ khi mà toàn thể quý vị chúng ta vỗ tay rất lớn với vũ điệu nhạc DJ bốc lửa như thế. Và ngay sau đây sẽ là một sáng tác một ca khúc Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non. Và với ca khúc này chúng ta còn bất ngờ hơn khi chủ nhân ca khúc cũng chính là chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay muốn gửi gắm toàn thể quý vị một món quà thay lời cảm ơn. Đặc biệt là chú chia sẻ là chú hát tặng bài này cho vợ chú. Hãy vỗ tay thật lớn nữa không ạ? Xin mời chú ạ. Tôi thật sự hôm nay tôi cũng rất là cảm kích và xúc động và không biết nói gì hơn. Năm nay là 39 năm rồi, 39 năm đi xa quê hương và có một cái canh cánh trong lòng, lúc nào cũng muốn quay về quê hương.
để làm một cái viên gạch nhỏ nhỏ góp phần xây dựng quê hương và không mắc lỗi với tổ tiên ông bà cô gì chú bác. Nhưng chính vì cái lý do đó, các cụ xưa nói là làm nên thì nhờ có thầy, đủ đầy thì nhờ có bạn, hoạn nạn có anh em thì được sự coi như là tạo điều kiện giúp đỡ tôi, nhất là chính quyền địa phương phường Minh Tân và anh em cô dì chú bác khu xóm tổ trưởng tổ khu dân phố tạo điều kiện giúp đỡ tôi có mở được một cái cơ sở nhỏ nhỏ, góp một viên gạch cho quê hương. Tôi không biết nói gì hơn, tôi cũng với cảm xúc đó tôi sẽ hát tặng cô dì chú bác anh em một bài hát mang tên Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non. Cảm ơn. Về một giấc mơ đầy còn
riêng là tiếng lưu đầy. Nhưng hát tặng này thì cái bài hát này không có thuộc. Vâng, xin cảm ơn. Phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi,
sầu, yêu quê hương ta về, ta về. Dòng quê dài.